Nghệ sĩ, chào các anh chị em fan hâm mộ của anh Chí Tài. Trong video livestream vừa qua thì Duy có cái phát biểu nó không đúng sai về chị bé heo và bình luận không hợp lý về cái việc mà đám tay mình ra bằng buồn. Mình xin lỗi bạn, lên tôn em cho mọi người. Mọi người xem mặt em đi chứ. Tao là Tân Phan. Mày hỏi tao là Tân Phan là nào là tao nè. Mày cũng qua Tân Phan. Em ơi, em anh ấy em Quang Mèo nè. Nè. Em cũng hỏi thăm em anh lắm, em ruột anh á. Là quản lý Chí Tài á. Biết rồi đúng không? Nha. Em là quản trường quản lý Chí Tài. Nói chung là anh em mình biết nhau thôi. Ok, cố gắng mình đừng có phát ngôn bậy bạ nữa, nó kỳ lắm. Phát ngôn không hay đâu. Mình đàn ông chứ không phải đàn bà. Tôi có đăng bài lên rồi. Cái quản lý của mấy bạn cũng có mấy người cho địa chỉ rồi, qua đây cũng thách thức á, tôi cũng sẽ không có bạn. Từ từ tao biết đó là thằng nào rồi. Với thằng này đủ má, hôm nay có mấy anh này bảo vệ nhưng mà mấy thằng lồn lính nói là đủ má, tao biết rồi. Để mới đi. Tao biết thằng nào rồi. Nhất là em đừng có nói cái câu tài với bị gì đó. Đừng la nữa. Rồi vậy đi, tôi hưởng với anh trai bắt tay rồi để nó gì nó làm xin lỗi rồi vậy đi. Rồi thôi đại diện đi, bơm đi, bơm đi nhận lên. Mày đại diện sao thì mày làm hứa đúng vậy đây, có chị Phượng với anh Bình nhé. Rồi cái này là anh tặng cho em lớp 1 là học đạo đức em nha. Hey. Nói một chút, nhớ học cái câu giáo dục công dân ở trong đây nó có rõ luôn nè. Đánh dấu ít vào ô chấm tương ứng với những biểu hiện thể hiện sự lịch sự, sự tế nhị. Cái này em thiếu á, nên cố gắng học. Rồi vậy đi. Cái này không phải là đụng tới nghệ sĩ, anh em đừng có làm. Mà tôi thấy cái clip của bạn đụng tới những anh em khác ngoài xã hội khác, của bạn cũng rất là dở, nên cư xử là cách cư xử. Mình là một người đàn ông. Như em mà đúng không? Dạ. Ok, là... anh là nói chuyện rất bình thường với luôn. Em. Rồi ok, vậy đi ha. Một chút xíu em lên làm luôn. Dạ. Cái nội dung clip với bạn làm như thế nào? Rồi. Thì nội dung clip á, mình sẽ xin lỗi... Trước tiên là xin lỗi anh Chí Tài và chị Heo, chị bé Heo. Dạ đúng. Dạ. Và đặc biệt xin lỗi khán giả của anh Chí Tài. Dạ. Em đã tạo cái sự hiểu lầm cho khán giả đối với vợ anh Chí Tài. Rồi, vậy đi. Em phải xin lỗi anh Chí Tài. Cái đó, khán giả. Cái đó rất rất nặng luôn. Đối với khi em nói chuyện vậy chẳng khác nào em giống như em đang nói. Em gieo vô cái đầu khán giả. Có nghĩa là vợ chồng anh Chí Tài đang có một cái gì đó đang rất lớn. Nhưng mà trong khi người ta đang rất hạnh phúc với nhau. Rồi cái đó anh sai. Rồi đi nè. Thôi bây giờ này em chỉ cần thôi, em không có được. Anh không cần em giải thích, em chỉ anh chỉ cần em xin lỗi. Còn cái chuyện đó là chuyện xong. Rồi vậy đi ha. Nhất là anh đừng có nói cái câu tài. Diện sao thì mày làm hứa đúng vậy đây, có chị Phượng với anh Bình nhé. Rồi cái này là anh tặng em lớp 1 là học đạo đức em nha. Hey. Nói một chút, nhớ học cái câu giáo dục công dân ở trong đây nó có rõ luôn nè. Đánh dấu ít vào ô chấm tương ứng với những biểu hiện thể hiện sự lịch sự, sự tế nhị. Cái này em thiếu á, nên cố gắng học. Rồi vậy đi. Nghệ sĩ, chào các anh chị em fan hâm mộ của anh Chí Tài. Trong video livestream vừa qua thì Duy có cái phát biểu nó không đúng sai về chị bé heo và bình luận không hợp lý về cái việc mà đám tang của anh Chí Tài. Thì Duy nhận sai, Duy xin lỗi thành khẩn nhất đến chị bé heo và vong linh của anh Chí Tài, cũng như là quý anh chị em nghệ sĩ, cũng như là fan hâm mộ của anh Chí Tài trong và ngoài nước. Duy thành thật xin lỗi.